ាឥឡូវខ្ញុំចិតផ្លែម្នាស់នេះចាអឺចិតខាងនេះសិនเสียงท่อมมันติดกันดูยังจะตำบอกไปสั้นสีได้คลายดินเนาะคลายมันเนาะนี่ช่วยช้อนนะយើងអាចយកទឹកបោះវានឹងយកញ៉ាំជាប្រចាំថ្ងៃក៏បានទី1ជួយដល់សុខភាពបំបាត់ភាព stress អីណាព្រោះក្នុងផ្លែម្នាស់វាមានវីតាមីន C សម្បូរជាតិដែកតបពីចិត្តផ្លែម្នាស់រួចហើយខ្ញុំយកទៅទឹកម្នាស់ទេចានេះចាជាបងយើងយកតលៀងទឹកសិននេះចាយើងយកមកណោះចិត្តជា4បំណែកចាបន្តពីចិត្តផ្លែម្នាស់ជា4បំណែកហើយយើងពុះវាក្តារនេះផ្នែកខាងនេះចាបន្ទាប់ពីចិត្តម្នាស់ហើយហើយយើងក៏ធ្វើបែបនេះចិត្តជាកងកងបែបនេះសិនចាចាបន្ទាប់ពីនឹងយើងមានប្រដាប់
ơi cho bọc viên nắng dân vô bể màu chợ bạch vô thật tật mà nó tế cao nhưng đã cao mới là trong hàng đấy cha tập thì nắng do mà nó mới chầm nát rồi copy chầm nát đã cho nó còn lại những cho bài tới rồi giờ mình to thêm chà rồi dân có bần to chạy cho nóng bên bảo dân nó em bây giờ tập mà nó đi chạy dân nhằm hiện họp bất tâm bày chui đo xùm rõ nó sắp tập thiệp bao dân hay tìm muối vì mình chưa tập xài nâng xâm rõ riêng
ăn chi bảy trăm ngày vậy tớ cứ vi chui phải đo sau cặp hiệp chán tức mình nói bao dân nắng ban bị rò hơi nhám hiên rò bực chui bần tuần nỉ múa tầm bầy dân bọt trường xrúa hay chui đo xâm rò nâng sau gặp hiệp bao dân con.